Ngọc Lan kính chào quý vị đến với chương trình Việt Nam 24 giờ. Kính thưa quý vị, chương trình Việt Nam 24 giờ ngày thứ hai 1 tháng 4 năm 2019 sẽ bao gồm các tin sau đây. Đoàn Thị Hương thoát án tử hình có thể được tự do vào đầu tháng 5 năm 2019. Các siêu thị lớn ở Việt Nam trở lại thời gói thực phẩm bằng lá chuối. Và tin tôm hùm Mỹ về Việt Nam được bán với giá rẻ. Kính thưa quý vị, Đoàn Thị Hương đã thoát án tử hình, có thể được tự do vào đầu tháng 5 năm 2019. Nghi can quốc tịch Việt Nam trong vụ chấn động truyền thông quốc tế Đoàn Thị Hương cuối cùng đã được thoát án tử hình, mà nhận bản án 3 năm 4 tháng tù và có thể được phóng thích vào ngày 4 tháng 5 năm 2019. Theo Reuters, thì trong phiên tòa diễn ra vào sáng ngày thứ Hai, 1 tháng 4 giờ địa phương, thẩm phán Asmin Arifin đã tuyên bố mức án cho Đoàn Thị Hương là 3 năm 4 tháng tù giam. Tuy nhiên, sau phiên tòa, thì luật sư của cô là ông Hisham Tetbotek đã nói với phóng viên rằng cô sẽ được trả tự do vào ngày 4 tháng 5 năm 2019 vì luật pháp Malaysia cho phép giảm 1/3 thời gian của bản án nhằm tạo sự cân bằng giữa lợi ích xã hội và những quyền lợi của bị cáo. Đoàn Thị Hương là nghi can duy nhất còn lại trong vụ sát hại anh trai của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, sau khi một nghi can khác trong vụ này là cô Siti Aisan, người Indonesia, được trả tự do. Trong phiên tòa hôm 1 tháng 4, thì lần đầu tiên có sự tham dự của ông Đoàn Văn Thạnh là cha của cô Đoàn Thị Hương. Trả lời các phóng viên sau khi rời tòa, Hương cho biết là cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô gửi lời cảm ơn đến những người luôn ủng hộ cô trong thời gian qua và nói rằng đó là một phán quyết công bằng đối với cô. Trước đó, vào lúc phiên tòa diễn ra, thì Reuters cho hay các công tố viên Malaysia đã bỏ cáo buộc giết người đối với Đoàn Thị Hương sau khi cô chấp nhận tội danh là cố ý gây thương tích bằng biện pháp nguy hiểm. Theo Bộ Luật Hình sự của Malaysia, Điều 324 về tội danh cố ý gây thương tích bằng vũ khí hoặc biện pháp nguy hiểm, thì sẽ có hình phạt tối đa là 10 năm tù, hoặc bị phạt tiền, hoặc bị phạt roi, hoặc một phán quyết kết hợp hai trong các hình phạt trên. Tiếp theo là tin các siêu thị lớn ở Việt Nam bắt đầu trở lại thời kỳ gói thực phẩm bằng lá chuối. Bắt chước việc dùng lá chuối tươi để gói thực phẩm từ một siêu thị ở Thái Lan, thì hiện nay một loạt các hệ thống siêu thị như là Co.opmart, Big C, Lotte.mart đều bắt đầu áp dụng hình thức gói dân dã này. Các nhà bán lẻ cho biết là đang thử nghiệm và từng bước nhân rộng việc gói các loại rau củ quả bằng lá chuối tươi như là một cách bảo vệ môi trường, tăng cường sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Từ ngày 1 tháng 4, thì các siêu thị Big C ở Hà Nội đã chính thức áp dụng các bao gói rau bằng lá chuối đối với các sản phẩm như là cần tây, mang tây xanh, rau ngò, rau húng, rau diếp, rau răm, rau thơm, v.v. Riêng ở siêu thị Big C khu vực miền Trung và miền Nam, thì việc dùng lá chuối này sẽ được áp dụng từ ngày 3 tháng 4 cho các sản phẩm rau rừng tự nhiên. Đại diện Big C cho biết trước mắt sẽ áp dụng thí điểm cái việc mà bao gói bằng lá chuối liên tục trong một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, sau đó sẽ nghiên cứu mở rộng hoạt động có ý nghĩa này. Trong khi đó, thì hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opextra, Co.opfood, Co.opsmile đang thử nghiệm và từng bước nhân rộng việc gói rau củ, quả bằng lá chuối. Theo siêu thị, thì đây là cách thiết thực để siêu thị và người tiêu dùng cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống. Hệ thống Lotte.mart cũng đã triển khai việc dùng lá chuối để gói rau củ thay cho bao ni lông tại siêu thị ở quận 7. Như quý vị đã biết, trước đó thì một siêu thị ở Thái Lan đã dùng phương pháp lạ mà quen này để giảm số rác thải nhựa không tốt cho môi trường bằng cách là gói rau củ quả bằng lá chuối tươi. Ý tưởng này nhanh chóng được người tiêu thụ ủng hộ. Tiếp theo là tin tôm hùm Mỹ về Việt Nam được bán với giá rẻ. Một trong những thực phẩm được nhập khẩu từ Mỹ và gây sốt ở Việt Nam hiện nay là tôm hùm. Tôm hùm bán tươi sống và đông lạnh ngập tràn các trang mạng bán hàng xách tay và các cửa hàng bán thực phẩm nhập khẩu với giá khoảng $15 cho một con loại nửa ký và
loại 1 đến 4 kg thì có giá khoảng 45 đô la một kg. Một chủ cửa hàng bán hải sản nhập khẩu cho biết là mức giá này tương đối hợp lý, lại là hàng nhập khẩu từ Mỹ nên người tiêu dùng có tâm lý là yên tâm. Nhiều người sau khi dùng thử đã trở thành khách hàng khá thường xuyên. Ngoài các nhà hàng đặt mua thì khách mua lẻ sản phẩm về tự chế biến cũng khá nhiều. Theo số liệu thống kê mới đây ở Mỹ, thì kim ngạch xuất khẩu tôm hùm sang các thị trường châu Á đã tăng cao kỷ lục trong năm qua. Trong đó, người Việt đã chi ra khoảng 700 tỷ đồng cho nhập khẩu tôm hùm Mỹ. Mức chi này tăng 200 lần so với giai đoạn từ năm 2010 đến 2016. Không chỉ các cửa hàng truyền thống kinh doanh hải sản tăng cường nhập về để bán, thì trên mạng xã hội mặt hàng này cũng trở nên nóng hơn. Giá bán tôm hùm trên online không chênh lệch nhiều so với các cửa hàng. Tận dụng mạng xã hội để tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng, thì các cửa hàng online này đã khẳng định miễn phí vận chuyển cho khách hàng ở Sài Gòn, dù là họ ở Hà Nội hay ngược lại. Tôm hùm nhập khẩu tươi tại Mỹ về tới Việt Nam vẫn có mức giá rẻ hơn nhiều so với một số loại tôm hùm của Việt Nam như là tôm hùm bông có giá từ 52 đô cho đến 90 đô la một ký. Tôm hùm xanh thì giá khoảng từ 50 cho đến 80 đô la một ký loại tươi sống. Một chủ cửa hàng chuyên nhập khẩu tôm hùm Mỹ nhận xét là thị trường tiêu thụ mặt hàng này khá rộng, từ nhà hàng, khách sạn, khách mua lẻ đến cung cấp cho thị trường ở Cambodia. Người này cũng cho biết là gần đây một số quán ốc cũng bắt đầu lấy tôm hùm về bán cho khách, nhưng chủ yếu là loại nhỏ vì giá rẻ và phù hợp với người tiêu dùng ở đây. Vừa rồi là chương trình Việt Nam 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.